Năm phẩm tướng thiệt căn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng lớn che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Từ tướng lưỡi này lại phóng ra vô số ánh sáng đủ màu sắc chiếu khắp hoàng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương. Bấy giờ trong hoàng hà sa số cõi Phật ở phương Đông, khắp nơi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát. Chư vị thấy ánh sáng lớn này, trong lòng do dự cùng nhau đến gặp Phật ở thế giới của mình, cúi đầu cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, đó là do oai lực của ai và vì sao mà có ánh sáng lớn này chiếu các cõi Phật? Khi ấy các đức Phật kia đều đáp: Ở phương Tây này có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trưởng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm đang giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát, nên hiện tướng lưỡi che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Từ tướng lưỡi ấy lại phóng ra vô số ánh sáng đủ màu sắc chiếu khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương. Ánh sáng thấy đây tức là tướng lưỡi Đức Phật kia hiện ra. Lúc đó trong các thế giới kia, vô lượng vô số đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng hớn hở khen ngợi là việc chưa từng có, đều thưa Phật: Chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn đảnh lễ cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát để nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, nguyện xin Thế Tôn thương xót hứa khả cho. Khi ấy các đức Phật kia đều đáp: Nay chính là đúng lúc, hãy đi theo ý của các ông. Bấy giờ được Phật hứa khả, chúng đại Bồ Tát đều lễ chân Phật nhiễu quanh bên phải 7 vòng, đem vô lượng trạng phan bảo cái y phục anh lạc hương vòng hoa châu báu vàng bạc các loại hoa và tấu các loại âm nhạc thượng diệu. Trong chốc lát đến chỗ Phật này, Phật Thích Ca cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi Phật Bồ Tát rồi nhiễu 100.000 vòng đảnh lễ chân Phật rồi ngồi qua một bên. Trong hằng hà sa số cõi Phật khắp các phương Nam Tây Bắc bốn góc trên dưới khắp nơi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát cũng như vậy. Bấy giờ các chúng cõi trời như trời Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đủ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Đại Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, đều đem vô lượng các loại hương hoa, hương bột, hương đốt, hương cây, hương lá, các hương sen lẫn, tràng hoa thiết ý, tràng hoa sinh loại, tràng hoa long tiền, và vô lượng tràng hoa đủ loại đem vô lượng hoa cõi trời thơm đẹp nhất, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa vi diệu âm, hoa đại vi diệu âm và vô lượng hương hoa cõi trời thơm đẹp khác, đi đến chỗ Phật cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi Phật Bồ Tát, rồi nhiễu 100.000 vòng đảnh lễ chân Phật rồi lui qua một bên. Bấy giờ chúng đại Bồ Tát ở 10 phương đã đến các loại tràng phan bảo cái y phục anh lạc châu báu hương hoa và các loại âm nhạc của vô lượng trời dục giới sắc giới dâng cúng, nhờ thần lực của Phật đều bay lên hư không hợp thành đài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Bốn góc trên đỉnh đài đều có phước báu, lọng báu, phướng báu được trang trí bằng anh lạc màu sắc rực rỡ ngọc quý, tràng hoa rủ xuống thật đáng ưa thích. Bấy giờ trong hội có 100.000 câu chi na diễu đa chúng đều từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện đời vị lai sẽ làm Phật tướng hảo oai đức như Thế Tôn ngày nay, cõi nước trang nghiêm đại chúng thanh văn Bồ Tát người trời chuyển pháp luân đều như Phật ngày nay. Bấy giờ Thế Tôn biết được tâm nguyện của họ đối với các pháp đã ngộ vô sanh nhẫn, hiểu rõ tất cả bất sanh bất diệt vô tác vô vi, nên ngài mỉm cười từ miệng phóng ra ánh sáng đủ màu sắc. Lúc đó Ananda liền rời khỏi chỗ ngồi chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà ngài mỉm cười? Chư Phật mỉm cười không phải là không có nhân duyên. Phật bảo Ananda:
trăm ngàn câu chi na diễu đa chúng rời khỏi chỗ ngồi này đối với các pháp đã ngộ vô sanh nhẫn, hiểu rõ tất cả, bất sanh bất diệt, vô tác vô vi. Các vị ấy ở đời vị lai trải qua 68 câu chi đại kiếp, siêng năng tu hạnh Bồ Tát, trong kiếp diệu pháp hoa sẽ được thành Phật, đều đồng một hiệu là giác phần hoa Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạc già phạm. Hết quyển thứ 405.